chị lầy lưỡi gơ ơi, 10 ly trà sữa của chị em giao tới rồi nè, chị ra nhận hàng giùm em nha chị. Alo, chị vậy? Alo, alo, chị ơi. Ủa, anh là ai mà anh lại tới cửa nhà tôi anh ngồi vậy? Dạ, em giao hàng mà mới bị bơm 10 ly trà sữa. Giờ phải ngồi đây uống hết đống trà sữa này nè. Anh thông cảm cho em ngồi đây một xíu, em muốn hết rồi em đi nha anh. Trời ơi, ai mà ác vậy trời? Săn lên giá, người ta ra giao hàng cực khổ mà còn bơm hàng người ta nữa chứ. À, mà nãy giờ anh uống ly nào chưa? Dạ chưa. Em mới ngồi xuống luôn nè anh. Vậy anh ngồi đây anh đợi tôi xíu nghe. Tôi vô nhà cái tôi la liền. Vợ tôi cũng thích uống trà sữa lắm nên tôi hiểu mà. Nhìn mặt phúc hậu quá. Lần này mình được cứu rồi. Nè anh, cầm lấy mà xài. Uống bả trà sữa này nhiều á, dễ lợi tiểu lắm á. Nghe, cầm lấy đi, đừng có đi bậy bạ nghe. Đừng có ngại, cứ ngồi đây uống từ từ đi. Chừng nào hết á, thì hả đi. Thôi, tôi đi vô ạ, không cần cảm ơn tôi đâu. Thôi, để tôi uống phụ anh cho. Tôi uống xong rồi, anh về nghỉ sớm đi. Khỏi cần cảm ơn nha, vậy nha. Ủa, còn tiền của tôi đâu? Tiền gì? Tiền trà sữa của tôi. Thấy anh uống sao nổi, nên tôi uống phụ. Chứ ai mua lại đâu cho nội. Hả? Tao, mày lấy xe tao mày đi vô hàng. Rồi xe tao đâu mày đi bộ về? Con hỏi tiếc cái này nha. Gì? Mình uống gạo lên men á, có sai không? Không. Mình chạy xe á, là chắc chắn không sai đúng không té? Sai chỗ nào? Vậy là con đúng hết phải không té? Ừ, rồi sao? Vậy mà mấy anh công an á, anh nói con sai. Con chỉ làm hai việc cùng lúc thôi mà. Mắc gì sai? Mày chỉ vừa chạy xe vừa uống. Hả? Rồi xe ta đâu? Bãi cũ té. Nào đóng đủ lấy xe về. Nữa hả?